Đoàn Ninh Kiều tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2022-2027. Chương trình với nhiều tiết mục múa hát đặc sắc do đoàn viên trong đội văn nghệ của quận Ninh Kiều và các em học sinh, các cháu mầm non thể hiện. Nội dung ca ngợi Đảng, Quang Vinh, Bác Hồ kính yêu, quê hương đổi mới, ca ngợi tổ chức đoàn, hội, đội đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo khí thế mới, thể hiện sự chung sức đồng lòng của tuổi trẻ quận Ninh Kiều với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đoàn các cấp đã đề ra.